Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong đêm nay và sáng sớm ngày mai, thời tiết tại Bắc Bộ phổ biến là nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, vùng đồng bằng và trung du có nơi nắng nóng với mức nhiệt cao nhất là từ 32 đến 35 độ. Tại Trung Bộ, dự báo trong ngày mai, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên sẽ tiếp tục xuất hiện nắng nóng gay gắt diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến là từ 35 đến 38 độ, một số nơi còn trên 39 độ. Các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận chỉ có nắng nóng nhẹ với mức nhiệt là từ 32 đến 35 độ. Và chiều tối chủ yếu xuất hiện mưa dông cục bộ và kết thúc nhanh. Đến với khu vực Tây Nguyên cũng như là Nam Bộ, thời tiết phổ biến là kiểu ngày có nắng, chiều tối thì có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa dông với lượng khá, nguy cơ xảy ra sấm sét hay là gió giật mạnh. Nhiệt độ ở Tây Nguyên và Nam Bộ vào thời điểm trưa chiều đều dao động là từ 29 đến 32 độ và từ 31 đến 34 độ. Trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, có gió Nam đến Đông Nam mạnh cấp 4, ít mưa với tầm nhìn xa thông thoáng. Còn khu vực Nam Biển Đông, bao gồm quần đảo Trường Sa, có gió Tây Nam mức là cấp 3, cấp 4, có mưa rào và dông về chiều tối. Cần chú ý đề phòng có lốc xoáy cũng như là gió giật mạnh,